Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ cho thằng này thử thách cho thằng này nhá. Thách thằng này nhá, trong 5 phút nó thổi vỡ quả bóng này thì thắng nhá. Chứng minh ai? Ta mà quả bóng này mình vừa mua 10.000 to chà bá, nó bự luôn. 1, 2 và bắt đầu. 5 phút cố lên, cố lên. 5 phút cố lên. Mặt các bạn. Xịt rồi các bạn ơi. Xịt. To rồi các bạn ạ. Mắc to rồi các bạn ạ. Thôi tiếp. Đây quả bóng cực to rồi các bạn. Đi nhanh đi, hết thời gian cũng vậy các bạn ạ. Thua nhá, bây giờ tôi sẽ thả nhá. Hả? Không phá hủy được, mắc mệt luôn. Quả quá to, rất là dài luôn. Hay nữa mình làm clip về bơm bóng ấy, bơm cực thật to vào các bạn nhá. Mười lượt đăng ký, 20 lượt view. Mười người đăng ký, 20 người xem. Mình sẽ làm cái clip. Hello. Nào đi. Bye bye các bạn nhá. Bye.